Xin chào tất cả các bé, chị Hà Tiêu Nga rất vui khi được quay trở lại chương trình review các sản phẩm đồ chơi tại Kids Plaza. Hôm nay, các em thử đoán xem chị Hà Tiêu mang để cho các em một bộ đồ chơi sản phẩm gì đây nào? Như ở trên tin các em nhìn thì chắc hẳn nhiều bạn cũng đã đoán và biết được đây là bộ đồ chơi gì đúng nào. Bộ đồ chơi quá là quen thuộc, đây chính là bộ đồ chơi máy xúc cần cầu các em ạ. Bộ đồ chơi này chính là bộ sản phẩm tiếp theo ở trong bộ sưu tập mà bộ trước chị đã giới thiệu với các em. Đây là bộ thứ hai chị sẽ giới thiệu đến các em. Giờ chị sẽ mở ra để cho các em cùng nhau khám phá bộ đồ chơi này với chị nhé. Chị đã tháo xong bộ đồ chơi cần cầu của chúng ta. Như các em đã thấy, đây là chiếc cần cầu với gồm có 6 bánh xe. Với 4 chiếc bánh ở đằng sau này thì sẽ có 2 chiếc bánh ở giữa này, chính là 2 chiếc bánh đặc biệt hơn so với 2 chiếc bánh ở đằng đầu đằng cuối. Chiếc bánh này chính là chiếc bánh để đánh gà các em ạ. Chiếc xe cần cầu này của chúng ta với một động cơ rất là nhẹ nhàng và an toàn, là động cơ chạy đánh đá. Chỉ cần các em ấn nhẹ một chút và đẩy nó đi là nó sẽ tiến về phía trước, hoặc là các em ấn nhẹ một chút đẩy nó về phía sau là chiếc cần cầu của chúng ta sẽ đẩy và tiến lùi về phía đằng sau em ạ. Giờ chị sẽ tiến lại gần hơn để cho các em nhìn thấy rõ hơn và chi tiết hơn về sản phẩm của chúng ta nhé. Vậy là hôm nay chị Hà Tiêu đã giới thiệu cho các bé xong sản phẩm đồ chơi máy múc cần cầu. Xin chào và hẹn lại các bé ở trong các video tiếp theo.